Các bạn có thể quan sát là cô khách hàng này, các bạn nhìn thấy là cái da thừa nó quá nhiều. Đó, các bạn thấy là toàn bộ cái phần da thừa đôi mắt này, mí trên này, đó, nó nhăn nheo, nó quá trình lão hóa nó tích tụ lại trong một cái thời gian dài thì nó làm cho toàn bộ cái vùng tròn vòng tròn này, từ mí trên này đến đuôi mắt này đến mí dưới này, nó nhăn nheo. Nhăn nheo này nó do cái tình trạng da thừa nó trùng lại, nó sun lại, thì nó làm cho cái khuôn mặt của mình nó rất là già, và đặc biệt là nhìn nó rất là mệt mỏi. Thì với cái khoa học kỹ thuật thì chúng tôi có thể là lấy bỏ toàn bộ cái phần da thừa này. Đó, các bạn thấy là khi chúng tôi lấy bỏ toàn bộ da thừa lên thì da mắt khách hàng nó đang nhăn nheo, đang một đống vết chân chim này, nó sẽ căng lên như thế này. Đó, các bạn thấy đó, đó đôi mắt nó tươi lên như thế này. Toàn bộ da thừa được chúng tôi lấy bỏ thì đôi mắt nó sẽ rất là tươi. Đó, nó không còn một đống da thừa nó nhăn nheo nó che vào mắt mình nữa. Và đặc biệt là khi lấy bỏ cái phần da thừa này đi thì mắt khách hàng nó rất là nhẹ, nó thoáng. Các cô xem tivi này, đọc báo này, lướt Facebook, mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ và nó không bị mỏi mắt nữa. Ví dụ nguyên để một cái đống da thừa này, các bạn thấy là cả với khối da thừa này nó đè vào mắt, thì các bạn tưởng tượng là mắt mình sẽ làm việc trong môi trường nó rất là nặng nhọc và môi trường gọi là môi trường độc hại đấy, vì lúc nào nó cũng bị một cái khối lượng da thừa này nó đè vào mắt mình. Đó, thì nó mắt mình sẽ rất là nhanh lão hóa, và càng ngày cái lượng da thừa nó càng tăng sinh nhiều, mắt chúng ta sẽ phải làm việc trong môi trường nó nặng nhọc, nên là nó sẽ tăng công suất, và càng làm nhiều thì mắt lại càng lão hóa nhanh. Vì thế nên là khoa học hiện đại thì khuyên chúng ta nên cắt bỏ cái phần da thừa đi và nâng cao cái mắt lên. Đó, thì các bạn thấy là mắt đang nhăn nheo như này, sẽ nâng lên thì các bạn thấy không, đuôi mắt nó căng này, trước đây là một đống cái vết chân chim thì bây giờ nó đã phẳng. Đó, đó, chúng tôi mô phỏng cái kỹ thuật nâng cung mày như thế này, và cái phần chúng tôi vẽ đây là cái phần tí nữa chúng tôi sẽ cắt bỏ. Các bạn thấy nó rất là nhiều. Câu hỏi có ảnh hưởng gì đến dây thần kinh không? Không ạ, nó là khoa học mà cô. Cái này là nó chỉ cắt cái bỏ cái da thừa của mình thôi, còn tất cả cái dây thần kinh nó ở trong cái mắt của mình, không can thiệp vào. Các bạn chỉ cắt bỏ tất cả những phần da thừa này. Da thừa nó nhăn nheo, nó tập trung ở đây thì nhìn mình nó rất là già, và nó làm đẹp cho cô để về cô còn đi quảng cáo. Vâng, được. Đấy, các bạn có thể thấy là các bạn cùng để ý cái mắt trước khi làm nó nhăn nheo nhiều như này nhé, nhưng mà khoảng 3-40 phút sau thì các bạn nhìn thấy là nó toàn bộ cái này nó được lấy bỏ và mắt khách hàng sẽ tươi và trẻ rất là nhiều. Các bạn cùng theo dõi cái kết quả khoảng 3-40 phút nữa các bạn nha.